Một mét khối nước ngọt ở vùng ven biển Việt Nam mắc hơn 10 kg gạo. Bị nước mặn xâm nhập vào nội đồng nên nguồn nước ngọt ở các huyện ven biển Bình Đại, Ba Chi, Thạnh Phú ở Bến Tre trở nên khan hiếm. Trung bình người dân phải mua nước ngọt với giá từ 70.000 đến 150.000 đồng một mét khối. Một số gia đình có khả năng đã xây những hồ chứa nước bằng xi măng để hứng nước mưa trữ lại để sử dụng trong việc nấu ăn và nước uống suốt năm. Tới mùa nước mặn, buộc phải mua nước từ các xe công nông để sử dụng cho việc tắm giặt, rửa chén với giá thấp nhất là 70.000 đồng một mét khối. Nói là nước sạch, chứ theo người dân cho biết chỉ là nước lấy từ giếng khoan hoặc giếng đào nên chỉ hơi ngọt và chỉ dùng cho việc tắm giặt chứ không thể nấu ăn được. Giá nước cao hay thấp tùy theo đoạn đường vận chuyển xa hay gần. Một số gia đình ở vùng xa phải mua nước với giá lên tới 150.000 đồng một mét khối, tức còn mắc hơn 10 kg gạo. Người dân nghèo ở vùng ven biển phải bấm bụng xài nước với giá đắt đỏ gấp mấy chục lần so với ở các thành phố lớn. Những ngày mùa khô, đi dọc các con đường tỉnh, huyện sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe công nông chở bồn chứa nước đem bán cho người dân. Một số gia đình nghèo không có tiền thì dùng can nhựa đến các giếng ở khu dòng cát hay ở các gia đình có khoan giếng ngầm để mua nước về sử dụng. Tại xã ven biển Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tình trạng thiếu nước ngọt nghiêm trọng trong mùa khô đã tái diễn nhiều năm nay. Chính quyền địa phương đã có dự án xây dựng nhà máy nước, nhưng bao nhiêu năm qua vẫn chỉ là kế hoạch. Trong thời gian chờ có nhà máy nước sạch, người dân đang phải mua nước với giá cao và giải pháp của những gia đình nghèo vùng ven biển là tiết kiệm đến mức tối đa việc sử dụng nước ngọt trong mùa khô.